để thực hiện kế hoạch giết người, xâm phạm nạn nhân rồi cướp tài sản. Hung thủ sinh năm 1999 đã dàn dựng, sắp xếp một chiếc bẫy hoàn hảo để dẫn dụ nạn nhân vào căn phòng trọ định mệnh. Ngày 27 Tết, người phụ nữ ở căn phòng trọ số 4 không hề biết rằng đằng sau cánh cửa này đang có một kẻ máu lạnh trực chờ với những thủ đoạn man dợ, vô nhân tính. Trở về khoảng thời gian ngày 6 tháng 2 năm 2024, tức ngày 27 tháng 12 năm 2023 âm lịch. Tại khu nhà trọ, địa chỉ số 103/18 Quang Trung, khu phố 5, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra một vụ án mạng gây rúng động dư luận. Hung thủ được xác định là Nguyễn Đăng Khoa ở căn phòng số 14. Còn nạn nhân là Vi Thị Thống, sống trong căn phòng trọ số 4 cùng khu. Vào thời điểm trên, Khoa nghĩ gần Tết chị Thống sẽ có tiền, nên nảy sinh ý định và lên kế hoạch để cướp tài sản, hiếp dâm, sau đó sát hại chị Thống để phi tang. Để thực hiện ý định của mình, Khoa tự kéo tủ quần áo khỏi vị trí ban đầu rồi chờ cơ hội thực hiện hành vi. 15 giờ ngày 8 tháng 2 năm 2024, khi thấy chị Thống chuẩn bị dọn đồ về quê ăn Tết, Khoa nhờ chị Thống qua phòng trọ số 14 của mình để giúp Khoa rời tủ quần áo. Người phụ nữ này không hề hay biết đằng sau cánh cửa đang có một kẻ máu lạnh trực chờ với những thủ đoạn man dợ, vô nhân tính, vượt xa sự tưởng tượng của nhiều người. Khi đi qua phòng Khoa, chị Thống mang theo một túi sách màu đen hình vuông đeo chéo trước ngực. Bên trong có 3 triệu đồng và một điện thoại iPhone 12 Pro màu xanh dương. Khi nạn nhân vào phòng trọ của mình, Khoa đi đến khu vực bếp, lấy con dao Thái Lan cán nhựa màu vàng dài 21cm, cầm trên tay phải chĩa về phía chị Thống và đe dọa. Chị không được la, em chỉ lấy tiền thôi. Chị Thống van xin và kháng cự, nhưng Khoa vẫn tiếp tục dùng tay trái vòng qua cổ, bịt miệng chị Thống và đưa ngón tay giữa của Khoa vào miệng chị Thống, giữ không cho nạn nhân la hét. Sau đó người phụ nữ cắn vào tay Khoa, y liền cầm dao đâm một nhát vào vùng ngực và một nhát vào vùng cổ sát khu vực hàm bên trái của nạn nhân, rồi ấn tay giữ chặt con dao, đè chị Thống xuống nền nhà, tay kia vẫn bịt mũi và miệng. Thấy nạn nhân nằm im không cử động, y buông ra, lấy cái gối kế bên để che lên mặt nạn nhân. Sau đó, y qua phòng số 4 lấy ba lô của nạn nhân mang về phòng mình. Khi quay trở lại, kẻ sát nhân đã thực hiện hành vi đổi bại với nạn nhân, rồi lấy đi tài sản, bao gồm một lắc vàng, một nhẫn vàng trên tay nạn nhân, 3 triệu đồng tiền mặt và một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 Pro trong túi sách. Tội ác chưa kết thúc, tên sát nhân không chỉ tước đi mạng sống của nạn nhân mà còn giở trò đổi bại và mất tính người khi thực hiện hành vi phân chia cơ thể nạn nhân rồi đưa vào hơn chục bao ni lông nhỏ. Tội ác không thể dung thứ. Sau khi gây án, Khoa điều khiển xe mô tô Attila màu đỏ, biển số 81T107860, đến tiệm thuốc Tây Hồng Nhung 54, địa chỉ số 54B, Quang Trung, khu phố 5, phường Tăng Nhân Phú B để mua băng keo cá nhân nhằm dán các vết thương ở tay do bị nạn nhân cắn trước đó. Để có tiền tiêu xài, y đi đến tiệm vàng Vân Ngọc Anh, địa chỉ số 296-298 đường Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, bán nhẫn và lắc được hơn 4,2 triệu đồng. Trên đường về, Khoa dừng xe tháo sim điện thoại của chị Thống và vứt xuống đường, rồi đi đến cửa hàng tạp hóa tại phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, mua 1kg túi ni lông màu đen loại 10kg, cùng một ổ khóa để khóa cửa phòng của chị Thống. Sau khi khóa phòng, y vứt chìa khóa vào thùng rác rồi trở về phòng mình, kéo nạn nhân vào nhà tắm và lau dọn hiện trường. Lấy đồ trong ba lô của chị Thống thì phát hiện 2 nhẫn vàng, 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai. Nên y đã lấy bỏ vào ba lô của mình. Để xóa dấu vết, y bỏ ba lô cùng với quần áo, túi đeo chéo, dép của chị vào 2 túi ni lông, rồi chạy xe đi vứt ở nhiều địa điểm khác nhau. Tiếp tục quay lại phòng trọ của mình, Khoa lấy điện thoại di động mở nhạc to và mở vòi nước chảy ra sàn, tạo thành âm thanh lớn để tránh việc người ngoài nghe được tiếng động ở bên trong. Rồi bắt đầu thực hiện hành vi tội ác tột cùng. Khoa đến khu vực kệ bếp, lấy con dao dựa và phân chia nạn nhân, rồi bỏ vào nhiều túi ni lông màu đen loại 10kg đã mua trước đó. Xong xuôi, y tẩy rửa nhà tắm và công cụ gây án. Những túi ni lông đen được vứt ở đâu? Khoảng 18 giờ cùng ngày,
Khoa chạy xe chở 6 túi ni lông đến khu vực vắng người ở đường D4, phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức và vứt xuống mép kênh. Khoa đến cửa hàng điện thoại trên đường số 61, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức bán điện thoại iPhone 12 Pro của chị Thống với giá 800.000 đồng. Sau đó, y chạy xe về, để xe lại phòng trọ và mang theo tiền vàng, ra đón xe ôm và đi ra bến xe miền Đông. Kế đó, Khoa ghé vào tiệm vàng trên đường Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, bán 2 chiếc nhẫn vàng đã lấy của chị Thống, được giá 18.260.000 đồng. Nhận tiền xong, y đón xe khách về nhà bạn gái là chị NTN ở xã Cát Khánh, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định. Trên xe, Khoa chuyển khoản cho chị N 3 triệu đồng, rồi tải ứng dụng đánh bạc tài xỉu về chơi. Khi đến nhà của chị N, Khoa đưa thêm cho chị N 3 triệu đồng và nói là tiền lương. Vào lúc 14 giờ 52 phút ngày 8 tháng 2 năm 2024, chị Vi Thị Huệ là chị gái của chị Thống, nhận được tin nhắn của chị Thống thông báo sẽ về nhà ở Đồng Nai để ăn Tết cùng gia đình. Nhưng đến tối vẫn chưa thấy chị Thống về, và sau đó gia đình đã mất liên lạc. Ngày 9 tháng 2 năm 2024, chị Huệ đến phòng trọ chị Thống để tìm, nhưng không thấy nên đã đến công an phường Tăng Nhân Phú, thành phố Thủ Đức trình báo. Qua điều tra truy xét, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xác định Nguyễn Đăng Khoa đang ở nhà chị NTN tại xã Cát Khánh, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định, nên phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra huyện Phú Cát di lý Nguyễn Đăng Khoa về cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh để làm việc. Tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Đăng Khoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. Lời khai của Khoa phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 14 tháng 2 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Khoa về hành vi giết người, hiếp dâm, cướp tài sản. Để thực hiện hành vi phạm tội, kẻ sát nhân đã chuẩn bị hung khí, tạo cớ, dẫn dụ nạn nhân vào phòng trọ của mình, sau đó dùng dao khống chế, tấn công cướp tài sản, sát hại, hiếp dâm, rồi phân mảnh để phi tang nhằm che giấu hành vi phạm tội. Nguyễn Đăng Khoa đã thực hiện hành vi phạm tội với động cơ đê hèn, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, dùng thủ đoạn tàn ác để phạm tội và có hành vi hung hãn nhằm che giấu tội phạm. Hành vi trên là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây bức xúc trong dư luận, nên cần phải xử lý nghiêm đối với bị can và răn đe phòng ngừa chung đối với xã hội. Đối với những người mua vàng và điện thoại của Khoa cùng chị NTN là người nhận tiền do Khoa đưa, do không biết nguồn gốc tài sản và tiền là do phạm tội mà có, nên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã không truy cứu trách nhiệm hình sự là có cơ sở. Nhân thân của kẻ thủ ác. Được biết, trước đây Khoa chưa từng có tiền án tiền sự. Khoa có vợ nhưng không đăng ký kết hôn, hiện đã ly thân và có một con sinh năm 2018. Từ nhỏ y sống cùng gia đình, đi học đến lớp 11 thì nghỉ học ở nhà, sau đó lên thành phố Hồ Chí Minh để làm công nhân. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị can bị tạm giam từ ngày 14 tháng 2 năm 2024 đến nay tại trại giam Chí Hòa, công an thành phố Hồ Chí Minh. Tội danh nào cho kẻ sát nhân? Hành vi của Nguyễn Đăng Khoa đã phạm các tội giết người, thuộc trường hợp giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện tội phạm một cách man dợ, hiếp dâm, cướp tài sản, thuộc trường hợp sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm E, I, khoản 1, điều 123, khoản 1, điều 141 và điểm D, khoản 2, điều 168 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Điều 123 về tội giết người. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện tội phạm một cách man dợ. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm. Điều 141, tội hiếp dâm. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác, giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân thì bị phạt từ 2 năm đến 7 năm tù. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Điều 168, tội cướp tài sản. Người nào dùng vũ lực đe dọa, dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác
làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Bị can Nguyễn Đăng Khoa được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, thành khẩn khai báo, quy định tại điểm S khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội vì động cơ đê hèn, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng và dùng thủ đoạn tàn ác để phạm tội, quy định tại điểm D, E, M khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Vì các lẽ trên, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố ra trước Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xét xử đối với bị can Nguyễn Đăng Khoa có hành vi và lý lịch nêu trên về tội giết người theo các điểm E, I khoản 1 điều 123, tội hiếp dâm theo khoản 1 điều 141, tội cướp tài sản theo điểm D khoản 2 điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Rồi đây, một bản án thích đáng sẽ được tuyên cho kẻ vô nhân tính, chỉ vì chút ham lợi vật chất mà cướp đi tính mạng của người khác, gây nỗi đau vô bờ cho gia đình nạn nhân và tạo tiền lệ xấu cho xã hội.